Chào các bạn, chào mừng các bạn đến với những video chia sẻ kiến thức của Trung tâm Đào tạo Đồ họa Thuận Yến. Hãy cùng mình tìm hiểu các khóa học về thiết kế sân khấu sự kiện, lighting show event và các khóa học về thiết kế visual effect. Trong video ngày hôm nay, mình sẽ chia sẻ cho các bạn cách copy cơm chính xác trong phần mềm After Effects. Các bạn hãy theo dõi video cùng mình nha. Đầu tiên mình tạo một cái cơm bình thường trước. Mình đặt tên là cơm tách. Các bạn dùng công cụ chữ T nè, các bạn đánh cho mình một cái tag bất kỳ. Sau đó các bạn chọn vào cái tag này và các bạn vào bảng character ha, các bạn điều chỉnh lại phông chữ, size chữ cho nó phù hợp. Các bạn có thể chọn một phông bất kỳ nào đó các bạn dễ nhìn ha. Rồi, ok, tạm thời mình có một cái tag như thế này. Bây giờ ví dụ như các bạn muốn cho cái tag này nó chuyển động thì mình có thể keyframe á, keyframe cho nó từ bên trái nó chạy vào. Trước tiên thì mình chọn nó, mình canh giữa trước đi. Mình vào Window Align này, các bạn canh giữa đó. Mình sẽ chọn canh giữa trái phải và canh giữa trên dưới. Ngay thời điểm 2 giây ha, mình bật cái motion nè. Các bạn nhấn phím B phở ha. Các bạn khóa vào đồng hồ motion. Và sau đó các bạn chỉnh thời gian về đầu và các bạn kéo nó ra ngoài. Các bạn có thể giữ shift cho nó thẳng ha. Thì các bạn sẽ thấy là cái đối tượng của bạn đang di chuyển như thế này. Bây giờ mình muốn cái đối tượng, mình muốn nhân cái đối tượng thành nhiều lớp để mình tùy chỉnh được nó, thì mình sẽ recomb nó lại ha. Các bạn sẽ lít phải vào, các bạn chọn cho mình là recomb. Mình đặt tên là đồ họa Thuận Yến. Các bạn nhấn OK cho mình ha. Rồi bây giờ mình đã có được một cái cơm đồ họa Thuận Yến như thế này. Mình có thể scale nhỏ nó một xíu ha. Scale nhỏ, để vào một góc nha. Ví dụ như bây giờ mình muốn copy nó lên thì các bạn sẽ chọn cho mình là Ctrl D, chọn vào đối tượng và các bạn nhấn Ctrl D là copy ha. Các bạn dời ra đây. Như vậy thì mình vừa copy ra được một đối tượng. Và hai cái đối tượng này nó sẽ hoàn toàn giống nhau nha. Mình muốn đổi phông, chỉnh sửa phông chữ hoặc là các bạn thay đổi cái chuyển động cho nó, thì các bạn sẽ lít đúp vào trong cái cơm này. Thì bây giờ các bạn đổi phông á, thì các bạn sẽ vào trong cái bảng character á, các bạn đổi lại một cái phông bất kỳ. Ví dụ như mình chọn phông UTM Arial này đi. Nó sẽ được như thế này ha. Các bạn có thể chỉnh size luôn, giãn cách dòng gì đó, các bạn có thể tùy chỉnh cho phù hợp. Sau đó các bạn trở ra cái cơm tách bên ngoài nè. Các bạn nhìn vào góc trên nè, mình thấy hiện tại mình đang là ở cơm đồ họa Thuận Yến nha. Các bạn sẽ trở ra cơm tách. Các bạn thấy là khi mà mình điều chỉnh như thế này á, thì cả hai cái cơm nó đều thay đổi theo. Tại vì hiện tại là mình đang copy nó ở dưới cửa sổ timeline. Các bạn thấy mình đang copy dưới cửa sổ timeline ha. Thì hai cái này nó sẽ cùng một cái sụt ở trên cái cửa sổ project. Thì bây giờ trường hợp mình muốn hai cái cơm này khi mình tùy chỉnh thì nó chỉ đổi một trong hai thôi, nó không đổi hết cả hai ha. Thì bằng cách á, các bạn sẽ copy nó ở trên cửa sổ project. Nhưng mà nếu trường hợp á, các bạn sử dụng những cái template có sẵn á, thì ở trên đây nó sẽ có rất là nhiều những cái cơm khác nhau. Các bạn đôi khi các bạn sẽ không biết được cái đối tượng của mình nó nằm ở vị trí nào, hoặc là cái cơm nó là cơm gì, tên chính xác, và các bạn tìm nó hơi lâu. Thì cái cách nhanh nhất để mình tìm một cái cơm trên cửa sổ project đó là các bạn sẽ lít phải vào cái cơm các bạn cần tìm và các bạn chọn cho mình cái lệnh là reveal, reveal layer in sub project ha. Các bạn chọn vào cái lệnh này thì tự động á, nó sẽ tìm đến đúng vị trí cái cơm của mình ở trên cửa sổ project ha. Sau đó các bạn cũng nhấn phím Ctrl D để các bạn copy. Mình sẽ thay thế nó xuống dưới này. Nếu các bạn chỉ nắm kéo trực tiếp xuống dưới này thôi á, thì á, những cái thông số như là hiệu ứng hay là kích thước hay là những cái tùy chỉnh khác nó sẽ không có giữ lại. Lúc này các bạn phải điều chỉnh lại thì nó sẽ hơi lâu hơn. Nếu mà chỉ đơn giản là scale hoặc là motion thôi thì các bạn có thể làm thủ công. Nhưng mà nếu như có nhiều hiệu ứng khác nhau á, thì các bạn làm cách này nó sẽ lâu. Thì cái cách đúng á, là các bạn sẽ giữ phím Alt ha. Các bạn chọn vào cái cơm các bạn cần thay thế. Các bạn có thể đổi màu lapo này cho các bạn dễ nhìn nha. Ví dụ như mình muốn đổi cơm màu đỏ bên đây, còn cái cơm màu vàng này mình sẽ giữ lại.
thì mình sẽ chọn vào cơm màu đỏ và mình giữ phím Alt. Sau đó các bạn kéo thả cái cơm mới vào, giữ phím Alt ha, các bạn đè chuột trái và các bạn nắm thả vào cơm mới đây. Rồi sau đó các bạn thả chuột và thả phím ra, thì các bạn thấy lúc này nè, mình đã thay đổi hai cơm này thành hai cơm khác nhau rồi. Và khi các bạn lít đút vào trong đây thì bây giờ mình thay đổi cái chuyển động luôn ha. Các bạn nhấn phím U để nó hiện keyframe nha. Rồi sau đó thì mình bỏ keyframe này đi và các bạn cây lại cái hiệu ứng chuyển động cho nó. Bây giờ mình muốn cho nó là từ trên nó chạy xuống, mình đưa nó lên trên cái ha, nó chạy từ trên chạy xuống như thế này. Rồi các bạn trở ra cái cơm tổng của mình ở ngoài này. Rồi bây giờ các bạn xem ha, đó. Thì lúc này nè, hai cái đối tượng của mình nó đã thay đổi khác nhau, nó không còn đi chung nữa. Hoặc là các bạn đổi màu, phông chữ gì đó thì các bạn sẽ thấy là nó sẽ không còn dính dáng gì nhau nữa. Thì đây là cách copy trong After Effects. Đến đây thì cái video hướng dẫn của mình đã kết thúc. Rất cảm ơn sự lắng nghe của các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong video hướng dẫn tiếp theo của mình.